ghi hình lại rồi sau sẽ đăng lên lại video lên cho mấy. Thì bữa nay mình tiếp tục qua cái phần tiếp theo của cái nội dung chương máy biến áp, thì đó là cái chế độ làm việc song song của các máy biến áp. Thì mấy em lưu ý phần này mình ghi chép lại, nó có một số cái vấn đề mình cần phải ghi lại để mình làm bài tập. Thì làm việc song song máy biến áp là thế nào? Lý do để vận hành song song máy biến áp, các cái điều kiện làm việc song song của máy biến áp, đó là ba cái nội dung chính. Rồi, thì đầu tiên nói cái lý do, tại sao phải làm việc song song, thế nào là làm việc song song. Rồi, thì ở đây là cái hình, cái nguồn, cái tải ở phía trên là cái tải, ở dưới là cái nguồn. Cái hình này nó vẽ hơi ngược tí. Rồi, thì cái máy phát điện này cấp nguồn tới cái hệ thống tải ở phía trên này, thì nó thông qua các cái máy biến áp. Thì cái hệ thống nó có thể gồm có nhiều máy biến áp mắc song song với nhau như này. Mắc song song có nghĩa là mình mắc chung các cái ngõ vào và các cái ngõ ra ha. Máy ba pha thì chung ba dây pha ngõ vào, rồi ba dây pha ngõ ra nối chung lại và nối vào tải, thì nó gọi là đấu đấu song song. Thì các cái dây quấn sơ cấp máy biến áp cùng nối vào một lưới điện nguồn, dây quấn thứ cấp nối vào một cái phụ tải ha, gọi là nối song song. Song song ở đây là hai máy, máy một và máy hai song song nhau. Thì lý do để vận hành song song thì nó có một số lý do sau. Thứ nhất, cái lý do thứ nhất là để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải khi có sự cố hoặc là khi cần bảo trì bảo dưỡng cái hệ thống. Thì ví dụ ở đây mình có một cái máy phát này, mình cấp nguồn cho cái tải thông qua cái hệ thống máy biến áp. Mục đích máy áp này là để tăng điện áp truyền tải đi ha, hoặc là mình hạ điện áp xuống cấp nguồn cho tải cho phù hợp. Thì cái hai cái máy này nó vận hành song song như này. Thì nếu có một sự cố, giả sử máy một nó bị sự cố, máy một bị sự cố ngắn mạch chẳng hạn, thì người ta cắt cái cắt máy một ra, cắt máy một ra thì máy hai nó vẫn tiếp tục nó hoạt động bình thường. Lúc này máy hai nó sẽ phải gánh cái công suất thay cho máy một. Thì có thể trong quá trình đó thì máy hai nó sẽ phải chịu quá tải, quá tải. Nhưng mà máy biến áp thì nó cho phép làm việc quá tải trong một thời gian nhất định đó. Nên là trong cái khoảng thời gian mà cái máy một nó bị hư đang chờ sửa thì cái máy hai nó vẫn hoạt động và nó vẫn duy trì được cái nguồn cấp cho cái tải này. Có thể nếu mà tải nếu mà máy biến áp hai nó quá tải nhiều thì mình phải cắt bớt cái tải phía bên này. Ví dụ thay vì cấp cho 100 hộ dân thì có thể nó cắt bớt một khu vực có, còn khu vực sẽ bị cắt bớt, cắt điện bớt. Thì đó là cái lý do thứ nhất, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải. Thường thì các phụ tải quan trọng người ta mới cần hai máy biến áp song song. Ví dụ như bệnh viện nha, nó có thể có nguồn vào nó có hai cái máy biến áp, để lỡ có sự cố một máy thì nó còn một máy nó vận hành đảm bảo cho các cái tải quan trọng. Rồi, cái lý do thứ hai là các cái máy biến áp lớn thì nó sẽ khó chế tạo và vận chuyển, nó sẽ khó khăn. Ví dụ mình cần một cái máy biến áp cấp cho một cái tải là ví dụ như là 5.000 kPa này, ví dụ 5.000 kPa, thì mình không thể chế tạo một cái máy biến áp lớn như vậy được. Thì người ta có thể tách ra thành hai cái máy 2.500, sử dụng hai cái máy 2.500 nó song song với nhau để đảm bảo là cái việc chế tạo nó đơn giản, nó không có quá phức tạp. Máy lớn thì nó rất khó chế tạo rồi vận chuyển khó khăn nữa. Thay vì chở một cái máy lớn, người ta tách thành hai máy nhỏ dễ dễ vận chuyển hơn, nó vừa cỡ với các cái xe cẩu hoặc là các xe tải để mình vận chuyển nó đi. Rồi, vận hành máy biến áp một cách kinh tế nhất. Thì khi vận hành nó thì nếu mà hai máy thì mình sẽ điều chỉnh cái công suất nó dễ dàng hơn, thay đổi tải, thay đổi công suất, điều chỉnh vận hành nó dễ dàng hơn so với một cái máy lớn, thì giúp vận hành nó kinh tế. Thì để vận hành song song các máy áp thì mình sẽ cần có một số cái điều kiện sau. Cái này nội dung này nó ngắn nên thì đi nhanh thôi. Thì cái điều kiện, mấy điều kiện này mấy em ghi vào nhé. Điều kiện thứ nhất, mấy điều kiện này cần phải nhớ và quan trọng. Điều kiện thứ nhất là điện áp định mức sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp phải bằng nhau. Hai máy nối song song thì điện áp hai đầu sơ cấp và thứ cấp nó phải bằng nhau. Cho phép sai lệch nhưng mà dưới 0,5%.
dưới 0,5%. Ví dụ điện áp 1000V thì mình sai lệch tối đa là 50V hoặc dưới 50V. Sai số dưới 5%. Thì lý do tại sao phải hai cái điện áp phải bằng nhau. Thì tại vì nếu mà điện áp không bằng nhau á thì trong giữa hai cái máy nó sẽ có cái dòng điện gọi là y không cân bằng, dòng không cân bằng á. Nó chạy lòng vòng giữa hai máy. Nếu điện áp trên lệch á nó sẽ có cái dòng điện chạy vòng giữa hai máy á, nó gọi là dòng điện không cân bằng. Thì giá trị dòng này sẽ bằng cái điện áp trên lệch của hai máy này, U1 trừ U2 này ha. Chia cho tổng trở Z ngắn mạch của hai máy ZNL, ZN1 và ZN2. Đây là U máy 1 này, đây là U máy 2 ha. Đây là Z ngắn mạch của máy 1, đây là Z ngắn mạch của máy 2. Thì nếu mà điện áp hai máy nó trên lệch thì nó sẽ có cái dòng điện không cân bằng chạy giữa hai máy như thế này. Thì cái dòng này nó sẽ gây tác hại là nó làm tổn hao cái công suất và làm nóng cái máy lên. Nếu mà dòng này lớn thì có thể nó gây hư hỏng máy ha. Trên là điện áp nhiều nó sẽ gây hư hỏng máy do cái dòng điện nó chạy vòng giữa các cuộn dây máy hấp. Rồi em ghi cái yêu cầu thứ nhất nha. Điện áp định mức sơ cấp và thứ cấp các máy phải bằng nhau. Sai lệch không quá, sai lệch dưới 0,5%. U1 thành U2 ha. U1 này là điện áp phía sơ cấp ha. Cái chữ 1 la mã này là của máy số 1. Rồi U1 mà 2 la mã là điện áp sơ cấp của máy số 2 ha. Bạn nào mà không hiểu thì ghi chú lại ha. U1 rồi 1 la mã là điện áp sơ cấp của máy số 1, máy biến áp số 1 ha. U1 2 la mã là điện áp sơ cấp của máy biến áp số 2. Tương tự U2 1 la mã và U2 2 la mã. Rồi, đó là cái yêu cầu thứ nhất ha, là điện áp nó phải bằng nhau giữa hai máy sơ cấp và thứ cấp ha, phải bằng nhau. Rồi, nếu bạn đã không ghi kịp thì có thể thì đăng cái video lên thì mình coi lại rồi mình ghi lại cũng được ha. Lưu ý nhớ ghi chép nha, cái quyển vở mình phải ghi chép đầy đủ ha. Rồi, cái yêu cầu thứ hai là hai máy phát phải cùng tổ đấu dây ha. Mục đích là để điện áp thứ cấp của các máy nó trùng pha nhau, cùng tổ đấu dây. Em ghi cùng tổ đấu dây. Tổ đấu dây là sao? Hôm trước thầy có nói các tổ đấu dây mình nó có là sao tam giác sao và tam giác. Thì hai máy này phải đấu cùng tổ đấu dây với nhau. Có nghĩa là máy thứ nhất đấu sao thì máy thứ hai cũng phải đấu sao. Hoặc là máy nhất đấu tam giác thì máy thứ hai, máy nhất đấu sao tam giác thì máy hai cũng phải đấu sao tam giác, nó phải cùng tổ đấu dây ha. Nếu một máy đấu sao, máy đấu sao tam giác thì mình không được phép nối vận hành song song được ha. Nó phải cùng tổ đấu dây ha. Mục đích là để điện áp của các máy nó ra nó phải cùng pha nhau. Tại vì nếu điện áp hai máy mà lệch pha nhau thì nó sẽ cũng sẽ tạo nên cái dòng điện không cân bằng giữa hai máy. Này cái ví dụ nha, giả sử hai máy biến áp này, một cái là tổ đấu dây là sao tam giác, y là sao ha, d là delta là đấu tam giác. Bùi Huy, Bùi Xuân gì đấy mới vẽ lên màn hình, mấy đứa đừng có quẹt tay lên màn hình, nếu cầm điện thoại đừng quẹt tay lên màn hình nha, quẹt là để lại cái dấu trên màn hình đó. Thì giả sử hai cái máy này nó khác tổ đấu dây ha. Một máy là đấu sao tam giác, một máy là đấu sao, thì điện áp giữa hai máy này nó sẽ lệch nhau là 30 độ ha. Lệch nhau 30 độ thì khi lệch nhau như vậy thì nó sẽ sinh ra một cái sức động trên lệch ha. Delta E là cái sức gọi là cái trên lệch điện thế giữa hai cái điện áp hai máy ha. Thì nó sẽ sinh ra cái dòng điện không cân bằng này. Dòng không cân bằng này sẽ bằng cái chênh lệch điện áp giữa hai tổ đấu dây này, nó sẽ chênh lệch pha nhau, nó dẫn tới là điện áp nó lệch nhau ha. Thì nó có cái delta E này, delta E là cái vector điện áp, vector hiệu điện thế giữa hai cái điện áp máy 1 và máy 2.
tại vì áp xoay chiều mà là pha nhau thì nó sẽ có. Hình như thầy mới rớt mạng do cái mạng bên phía thư viện người ta kẹt sao. Em vẫn còn nghe đúng không? Vẫn nghe bình thường đúng như là bạn là các bạn nào giơ tay không? Giơ tay. Bạn nào cầm giơ tay thì bấm bấm lại giơ tay nha. Do thầy vừa mới bị rớt mạng. Rồi thì cái giữa hai cái máy mà nếu mà cắt tổ đấu dây. Dạ Sao hữu tài? dạ không có gì thầy, em nghe thầy nói gì giơ tay em bấm giơ tay. À, không, ai cần hỏi gì thì cứ bấm giơ tay, thầy sẽ mở cái mic ra. Tại vì À dạ. Hữu tài. Thì tiếp tục ha. Thì cái dòng không cân bằng nó sẽ bằng cái điện áp trên nền delta E chia cho trở kháng ZN của máy 1 và ZN của máy 2 là trở kháng ngắn mạch. Cái ZN này là trở kháng ngắn mạch, chính là cái điện trở của cuộn dây quấn. Điện trở cuộn dây quấn của hai máy biến áp ha. ZN là tổng trở của các cuộn dây quấn. Nó tương đương với Z1 và Z2' của máy biến áp. Thì cái dòng không cân bằng nó sẽ bằng cái điện áp trên lệch giữa hai máy chia cho cái trở kháng ngắn mạch, tổng trở kháng ngắn mạch, có nghĩa là tổng tổng trở kháng của cuộn dây quấn hai máy. Rồi thì đó là cái lý do mà tổ đấu dây giữa hai máy nó phải giống nhau á, muốn đấu chung thì tổ đấu dây nó phải giống nhau. Rồi tiếp cái điều kiện thứ ba là điện áp ngắn mạch các máy biến áp phải bằng nhau. Điện áp ngắn mạch của các máy biến áp phải bằng nhau, có nghĩa là UN đó, điện áp ngắn mạch UN của máy biến áp bằng nhau. Rồi lý do thì cái UN này nó sẽ liên quan tới cái tỷ lệ phân bố công suất giữa hai cái máy. Nếu mà hai máy này mà cái U ngắn mạch nó chênh lệch nhau thì nó cái phân bố công suất nó sẽ không có đồng đều giữa hai máy á, dẫn tới là khi mình nối chung thì một cái máy nó sẽ bị quá tải, trong khi một cái máy nó sẽ non tải. Thường thì cái máy mà máy có UN nhỏ nó sẽ nhận tải nặng hơn, U ngắn mạch mà nhỏ thì nó sẽ nhận tải nặng hơn, dẫn tới là nó sẽ bị quá tải. Còn cái máy mà có UN lớn, điện áp ngắn mạch mà lớn thì nó sẽ non tải. Ví dụ sao? Nên ghi tiếp cái yêu cầu thứ ba là điện áp ngắn mạch của các máy biến áp phải bằng nhau. Lý do này để đảm bảo là phân bố công suất giữa hai máy nó phải tỷ lệ nó với cái tỷ lệ phân bố công suất nó phải đồng đều giữa hai máy. Rồi, mình tiếp tục nha. Đây, ví dụ ha. Cái này là cái lý do này, người ta giải thích ha. Ví dụ này, giả sử cái U ngắn mạch của máy 1, UN1 la mã là máy 1 ha, điện áp ngắn mạch phần trăm của máy 1 nhỏ hơn điện áp ngắn mạch phần trăm của máy 2. Thì lúc này khi mà máy 1 mà đạt định mức thì cái dòng điện y máy một định mức là đúng định mức này. Z z ngắn mạch máy một đây thì y một nhân z một này đó là cái điện áp rơi trên máy một, là u trên máy một á. Rồi tương tự đối với máy 2 thì điện áp nó sẽ là y 2 nhân z
Z máy 2, Z ngắn mạch ha. Rồi, hai máy làm việc song song thì hai cái điện áp này nó sẽ bằng nhau ha. Ghép song song thì U bằng nhau, nối song song thì điện áp bằng nhau ha. Điện áp nó phải cân bằng nhau rồi. Rồi, nếu mà U ngắn mạch của máy 1 mà nhỏ hơn U ngắn mạch của máy 2 à, nhỏ hơn thì dẫn tới là gì? Cái Y định mức máy 1 nhân Z ngắn mạch này, này chính là U ngắn mạch ha. Y định mức nhân Z ngắn mạch chính là U ngắn mạch. Y nhân Z là ra U à, thì dẫn tới là U ngắn mạch mà trên lệch thì dẫn tới là Y1 nhân Z1 nó sẽ nhỏ hơn Y2 Z2. Y1 nhân Z1 nó nhỏ hơn Y2 Z2. Rồi thì kết hợp hai điều kiện lại mình thấy là gì? À, hai cái này nó bằng nhau à, mà cái điều kiện để đảm bảo cái U phần trăm đó, cái U phần trăm mà nó không bằng nhau á, thì dẫn tới là cái gì? Y Y mấy hai nó sẽ nhỏ hơn cái à, Y Y2 của máy 2 nó phải nó sẽ nhỏ hơn cái Y2 định mức của nó à, có nghĩa là cái máy 2 này nó non tải, máy 2 nó sẽ bị non tải ha. Rồi thì cái máy 2 mà non tải thì cái máy 1 nó sẽ bị quá tải ha. Tại vì khi mình phân bổ dụ 10 kilo 10 kVA cho hai máy ha. 100 kVA cho hai máy đi, mỗi máy đáng lẽ là 50 à, nhưng mà một cái máy nó bị non tải à, thì cái máy còn lại nó sẽ quá tải. Thường thường thì hai máy mà ghép chung nhau thì cái công suất nó sẽ tương đồng nhau ha, và các cái U ngắn mạch nó cũng phải tương đồng. Còn nếu mà U ngắn mạch nó trên lệch thì nó sẽ dẫn tới là một cái máy quá tải và một cái máy nó sẽ bị non tải. Đó là cái lý do mà cái điều kiện thứ ba là U ngắn mạch của hai máy nó phải bằng nhau ha, U ngắn mạch phần trăm. U ngắn mạch phần trăm nha, cũng là u ngắn mạch luôn. Yeah. À, một cái nữa này, cái máy mà dung lượng nhỏ, có nghĩa là máy công suất nhỏ đó, à, thì u ngắn mạch nó sẽ nhỏ. Máy công suất lớn thì u ngắn mạch nó sẽ lớn. À. Nên là khi mà hai máy mà trên lệch cái công suất nhiều á, thì mình ghép chung thì cái u ngắn mạch nó cũng trên lệch nhiều, dẫn tới là cái trên lệch u ngắn mạch nó sẽ làm cho cái một máy quá tải, một máy non tải. Rồi, thì cái quy định á, theo cái quy định thì U ngắn mạch của hai máy không được lệch nhau quá 10%. Đúng không nhỉ? U ngắn mạch giữa hai máy không được lệch nhau quá 10%. Dung lượng của máy hai máy thì không có quá 3, tỷ lệ là 3:1. Tại vì trên lệch nhau nhiều thì cái dung lượng hai máy nó sẽ cái U ngắn mạch nó sẽ trên lệch nhiều. Đó là một số cái điều kiện để làm việc song song giữa các máy biến áp. À, tiếp theo thầy nói sơ bộ một số cái máy biến áp đặc biệt. Thì máy biến áp đặc biệt là những cái dạng máy biến áp mà nó có một số cái ứng dụng riêng. Hôm trước giờ mình học là máy biến áp gọi là máy biến áp cách ly á. Thì máy biến áp cách ly là mình nó có hai cuộn dây quấn riêng biệt quấn lên trên một cái loại sắt. À, thì tiếp theo mình sẽ nói về các máy biến áp đặc biệt. Thì đầu tiên là máy biến áp dây gọi là máy áp ba dây quấn, tiếp theo là máy áp tự nổ, máy áp đo lường, máy áp hạt. Những cái này thì đi nhanh thôi, cũng em cũng không cần phải ghi chép đâu, chỗ này không cần ghi hết, nói sơ bộ cho mình biết thôi. Thì máy áp ba dây quấn là gì? Đây, máy áp ba dây quấn có nghĩa là trong cái máy này nó sẽ gồm có ba cuộn dây, thay vì hai cuộn dây như hôm trước giờ mình học qua một cuộn sơ, một cuộn thứ, thì máy ba dây quấn nó sẽ có ba cuộn dây luôn á. Giả sử đây mình có cái máy áp ba pha có ba cuộn là gì? Sao tam giác. Thì ba cuộn này có nghĩa là gì? Một cuộn đấu hình sao, cuộn thứ hai đấu hình sao và cuộn thứ ba đấu tam giác. Thì khi mà có ba cái cuộn dây như vậy thì nó sẽ ra được ba cấp điện áp. Một cấp một mình cấp vào là cuộn sơ cấp đi ha. Thì hai cái cuộn thứ hai và thứ ba là hai cuộn thứ cấp, nó ở hai cái cấp điện áp khác nhau vậy hả. Mình cần ra hai cấp điện áp hoặc là cần ra hai cái chế độ đấu khác nhau, cái đấu sao, cái đấu tam giác này. Thì nó là cái loại máy biến áp ba cuộn dây, ba dây quấn. Rồi cái loại máy biến áp đặc biệt thứ hai là máy biến áp tự nổ. Máy biến áp tự nổ thì nó có cái đặc điểm là gì? Thay vì nó có hai cuộn dây thì bây giờ nó chỉ có một cuộn dây duy nhất thôi. Ưu điểm của nó giúp tiết kiệm vật tư, nhỏ gọn hơn so với cái máy biến áp
cách ly mà hôm trước giờ mình tìm hiểu mà. Nó chỉ có một cuộn dây thôi. Rồi thì một cuộn dây thì nó biến đổi điện áp thông qua cách nó phân chia cái cuộn dây. Ví dụ như cái nguyên cuộn này người ta lấy làm cuộn sơ cấp, rồi sau đó người ta chích một phần ra người ta làm cuộn thứ cấp, thì mình sẽ cái cuộn thứ cấp nó sẽ gọi là giống như là nó thừa hưởng một phần của cuộn sơ cấp để nó làm thành cuộn thứ cấp, thì nó tiết kiệm được cái dây đồng quấn á. Ngoài ra là nó tiết kiệm được cái loại sắt, thay vì cái cần cái loại sắt lớn thì bây giờ mình chỉ cần cái loại sắt nhỏ hơn, tại vì cái công suất truyền qua máy này nó thông qua trực tiếp cái đường truyền trực tiếp qua cái cuộn dây quấn, một phần nó qua loại sắt, một phần nó truyền trực tiếp qua cuộn dây quấn, thì nó sẽ giúp tiết kiệm cái vật tư làm loại sắt. Rồi cái máy thứ ba là máy ngắt đa lượng. Thì máy đa lượng thì nó gồm có hai loại là máy biến điện áp và máy biến dòng điện. Máy biến điện áp là cái biến áp đo lường để đo điện áp, và máy biến dòng điện là cái biến dòng. Thì mục đích là gì? Để người ta sử dụng để người ta đo các cái hệ thống mà cái điện áp hoặc cái dòng điện nó lớn không đo trực tiếp được thì người ta phải dùng thông qua các cái máy biến áp này. Mình không thể đo trực tiếp được, ví dụ điện áp cao thế 16 kV chẳng hạn, giả sử 10 kV chẳng hạn, mình không thể nào mình cắm cái đồng hồ vô mình đo điện áp được, thì người ta sẽ dùng thông qua một cái máy biến áp, hạ điện áp xuống đưa vào để mình đo. Máy biến dòng cũng vậy, dòng điện vài trăm ampe, vài ngàn ampe là mình không thể nào dùng cái ampe kế cắm vô đo được, thì người ta thông qua các cái biến dòng người ta hạ cái dòng điện xuống người ta đo. Đây là hình ảnh một số cái máy biến áp và máy biến dòng, máy biến điện áp và máy biến dòng. Cái loại thứ tư là máy biến áp hàng. Thì máy biến áp hàng là một cái loại máy biến áp đặc biệt nó dùng cho các cái máy hàng điện. Thì khi mà quá trình hàng thì nó sẽ nối ngắn mạch để tạo nên cái dòng điện hàng. Cái dòng điện hàng này rất là lớn, dòng hàng nó rất là lớn để làm chảy kim loại. Thì cái dòng hàng này là cái dòng điện ngắn mạch á, người ta chạm giữa hai cái cực nguồn điện lại để nó tạo thành một cái dòng ngắn mạch rất lớn và làm chảy kim loại. Thì nếu mà dùng máy biến áp thông thường thì ngắn mạch nó sẽ hỏng cái máy biến áp đi, nó cháy máy biến áp hoặc là nó gây sập nguồn cái hệ thống ngắn mạch sập nguồn sập CB v.v. Thì cái máy biến áp hàng nó sẽ có thêm một cái đặc điểm là nó sẽ có thêm một cái cuộn dây cuộn K này, cho hình á. Cuộn K này nó có một cái mạch từ và nó có khe hở không khí. Mạch từ của cái cuộn dây K này nó có khe hở không khí và điều chỉnh được cái khoảng hở này. Thì khoảng hở này khi điều chỉnh nó sẽ giúp điều chỉnh cái dòng điện hàng, cái dòng ngắn mạch cái dòng điện hàng là cái dòng ngắn mạch. Thì nhờ cái cuộn dây K có cái khe hở không khí điều chỉnh này, nó sẽ giúp hạn chế giới hạn cái dòng điện hàng lại và điều chỉnh được cái dòng điện hàng thông qua cái khe hở không khí này. Thì đó là cái máy biến áp hàng. Thì sơ bộ thì giới thiệu với em về một số cái loại máy áp đặc biệt như vậy. Rồi, thì hết cái phần này thì mấy em có thắc mắc gì, các bạn nào có thắc mắc gì thì để câu hỏi nha. Các bạn nào có thắc mắc gì thì câu hỏi. Điểm danh thì lát cuối giờ, gần cuối giờ thì sẽ điểm danh. Còn nếu có lỡ lát dân ra ngoài đúng lúc điểm danh thì bữa sau báo thầy cũng được. Hiện tại là thầy thấy là 84 bạn thì lát thầy có điểm danh thì thầy cũng điểm danh đủ số lượng. Nếu phát hiện các bạn nào thiếu thì vừa sau báo thầy. Rồi, thì đó là cái nội dung về cái phần vận hành song song máy biến áp, giới thiệu mấy em một số máy biến áp đặc biệt. Nếu mình có thắc mắc gì thì câu hỏi. Còn nếu không thắc mắc thì chuyển qua tiếp cái nội dung tiếp theo luôn, là qua cái phần động cơ không đồng bộ, qua chương tiếp theo luôn. Thì mình đi nhanh tí rồi có thể mình nghỉ sớm tiếp được. Cái gì học tiếng rưỡi thì mình học khoảng tầm nửa tiếng ít hơn đấy. Rồi, thì nếu không có câu hỏi gì thì tiếp qua cái phần máy biến áp, qua cái phần động cơ không đồng bộ nha. Thầy chưa có điểm danh nha Sơn Thạch, lát nữa thầy điểm danh, cuối giờ mới điểm danh, giờ chưa điểm danh đâu.
Tiếp theo mình qua cái chương số 2, chương động cơ không một bộ. Rồi thì ủa hôm trước là cái chương chương máy áp là đạt là chương 2 rồi đúng không? Thì chương này đạt chương 3 đi ha. À, hôm trước các cái chương mở đầu là cái chương các chương mở đầu là chương này chương 3 rồi. Động cơ không một bộ. Thì động cơ không bộ là một cái loại máy điện cực kỳ phổ biến ha. Trong các cái thiết bị điện thông dụng nhà mình, từ cái quạt, cái quạt, cái tủ lạnh, cái máy giặt không ạ, rất nhiều thiết bị nó có cái động cơ không bộ đó. Rồi thì mình sẽ đi tìm hiểu về khái niệm ha, cấu tạo, rồi các thông số định mức, rồi cái nguyên lý và về sự hình thành từ trường quay ở trong cái máy máy điện không bộ, cái động cơ không bộ, và cái nguyên lý hoạt động của cái động cơ không bộ. Thì đây là cái phần đại cương thôi nha mấy, cái phần mở đầu đại cương giới thiệu sơ bộ thôi. Rồi đầu tiên là cái khái niệm, mấy em có thể ghi cái khái niệm này vào. Động cơ không một là máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của rotor là n khác với tốc độ quay của từ trường là n một. Ghi khái niệm đó. Động cơ không một là máy điện xoay chiều, đó là máy điện xoay chiều á, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Tốc độ quay của rotor n khác với tốc độ quay của từ trường n một. Đó là cái khái niệm. Tại vì nó rồi cái vấn đề bạn hỏi là thi tự luận hay trắc nghiệm thì hôm trước thầy hỏi lại với bên bên nhóm chuyên môn thì cũng chưa chưa có quyết định chính thức, nhưng mà khả năng vẫn là thi trắc nghiệm em. Nhưng mà mình cứ học bình thường á, tới chừng cần thi rồi, nếu mà thi trắc nghiệm thì ôn theo kiểu trắc nghiệm, thi tự luận thì ôn theo kiểu tự luận. Bây giờ chưa có thống nhất, chưa có chốt chính xác đâu, nhưng mà dự kiến vẫn là thi trắc nghiệm. Tới chừng cần thi rồi lúc đó ôn lại, lúc đó thì chốt chính thức rồi ôn theo cái kiểu thi nào thì đủ đó. Rồi bây giờ cái nội dung kiến thức thì mình cứ nắm cho vững hết, thi kiểu gì cũng được hết, không có sợ. Rồi đó là cái khái niệm ha, nhớ nha, đó là máy điện xoay chiều ha, làm việc dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Tốc độ quay của rotor khác với tốc độ quay của từ trường, do hai cái tốc độ này nó khác nhau nên nó gọi là động cơ không đồng bộ. Hai tốc độ quay nó khác nhau ha, nó gọi là không. Rồi cái động cơ không đồng bộ nó có tính chất thuận nghịch. Thuận nghịch nghĩa là sao? Thuận nghịch có nghĩa là gì? Mình cấp điện vào thì cái động cơ này nó sinh ra cơ năng ha, sinh ra cơ năng, cấp điện vô thì nó lấy ra được cơ năng. Và nghịch là gì? Làm ngược lại, mình cấp cơ năng vào thì nó có thể phát ra điện. Cấp cơ năng vào nó phát ra điện, nó gọi là tính thuận nghịch. Tiếp theo, đối với cái máy điện không đồng bộ á, nếu mà mình dùng để phát ra điện á, có nghĩa là mình dùng ngược á, mình cung cấp cơ năng để phát ra điện, thì cái đặc tính làm việc của nó không có tốt. Có nghĩa là nói chung nó phát ra điện nhưng mà cái điện năng này, cái chất lượng nó kém á, tại vì cái công suất phát ra của nó, mà công suất tác dụng phát ra nó kém, mà nó lại lấy cái công suất phản kháng từ lưới. Nếu mình đấu một cái máy điện không đồng bộ vào trong lưới điện và mình cho nó phát điện lên lưới thì nó phát được công suất, nhưng mà nó lại lấy công suất phản kháng từ lưới. Cái này thì nói sơ vậy thôi, mình hiểu đơn giản là gì, cái máy phát điện không đồng bộ này nếu mình dùng phát cấp cơ năng vô để nó phát điện năng ra thì cái điện năng này chất lượng nó không có tốt, đặc tính làm việc nó không có tốt. Nhưng mà ở chế độ động cơ, có nghĩa là mình cấp điện vô, mình lấy cơ năng ra, thì cái loại động cơ không đồng bộ này nó có cái ưu điểm rất lớn, đó là cái cấu tạo nó đơn giản, giá thành nó rẻ, vận hành nó ít hư hỏng, gọi là vận hành tin cậy, ít bị hư hỏng, nên là được sử dụng rất là nhiều. Đó là ưu điểm. Thì cái động cơ điện không đồng bộ nó được sử dụng rất là phổ biến trong đời sống hàng ngày cũng như là trong công nghiệp.
do những cái ưu điểm của nó đơn giản này, rẻ tiền rồi ít hư hỏng, làm việc tin cậy, ít bị hư hỏng, ít cần bảo trì, ít cần bảo dưỡng. Mấy em đi xong khái niệm thì tiếp tục anh. Đây hay là hình cái cấu tạo của một cái động cơ không bộ được tháo ra. Hình này là một cái bơm nước, cái động cơ của bơm nước thì các cái bộ phận đó tháo rời ra đây. Mình sẽ đi tìm hiểu từng cái bộ phận này. Cái này mấy em ghi vô trước đi. Cái cấu tạo mình vẽ cái sơ đồ này. Vừa rồi nó báo rất mạnh. Mấy em nãy giờ có theo dõi nó có bị gián đoạn không? Nó có bị gián đoạn thì báo thầy nói lại nha. Không nghe tiếng hả? Giờ nghe lại chưa? Mấy em giờ nghe lại chưa? Thấy mic nói nó vẫn vô mà. Do hồi nãy cái mạng nó hơi tắt. Mạng ở trường nó hơi bị chậm. Thì cái này là cái giảng đồ thầy vẽ nó vắn tắt về cấu tạo của một cái động cơ không bộ. Thì cấu tạo nó gồm có hai phần này. Phần tĩnh gọi là stator. Tĩnh là stator. Cái hình này mấy em vẽ vô nha, vẽ vô để mình dễ nhớ cái cấu tạo. Phần tĩnh là stator, rồi phần quay là rotor và vỏ máy là bảo vệ bên ngoài. Thì đối với phần tĩnh á, cái stator là phần tĩnh thì nó gồm có hai phần là loại thép và dây quấn, loại thép và dây quấn. Rồi phần rotor cũng vậy, nó cũng gồm có loại thép và dây quấn. Thì đối với rotor thì cái dây quấn nó lại gồm có hai cái loại. Một loại là rotor lồng sắt và một loại là rotor dây quấn. Thì mình vẽ cái này vô để mình nhớ nhớ cái cấu tạo của cái máy điện không bộ, cái động cơ không bộ. Vẽ vô trước rồi thì đi sâu vào từng cái bộ phận này. Em vẽ mình phác thảo thôi chứ không cần kẻ khung đâu. Vẽ không cần kẻ khung đó. Ghi chữ được rồi, ghi chữ động cơ không bộ, rồi cấu tạo động cơ không bộ, chia ra ba mũi tên, phần tĩnh, stator, phần quay, rotor và vỏ máy, rồi mỗi cái phần máy gồm có loại thép và dây quấn. Vẽ nhanh, vẽ cái này trong vòng 30 giây là xong. Xong rồi tiếp tục á, mình sẽ đi vào cấu tạo của từng cái bộ phận này. Đầu tiên là cái loại thép. Thì đối với cái stator thì nó giống như máy biến áp. Cái stator, loại thép stator nó sẽ là làm từ lá thép kỹ thuật điện, các lá thép mỏng này, thép kỹ thuật điện, và nó ghép lại với nhau, ghép tạo thành cái lõi như này. Thì cái lõi sắt của cái động cơ thì nó dạng hình trụ rộng ở giữa. Giữa này rộng giữa. Ở bên trong này nó có xẻ các cái rãnh. Bên trong lòng của cái stator nó có xẻ các cái rãnh đó. Các rãnh này mình sẽ đặt các cái bộ dây quấn, quấn các bộ dây đồng nhét vào trong các cái rãnh này. Em có thể ghi bánh tắt loại thép hình trụ ghép bởi lá thép kỹ thuật điện có dập rãnh bên trong đó. Thép được ép vào vỏ máy. Đây là cái cấu tạo của cái loại thép đó. Nó dùng các cái lá thép kỹ thuật điện ha. Thép kỹ thuật điện là cái thép mà nó có pha thêm silic, mục đích để pha thêm silic là để nó tăng cái khả năng dẫn từ, đồng thời là tăng cái điện trở của cái loại sắt lên, chống cái dòng điện xoáy, dòng điện Foucault trong máy. Rồi ngoài ra thì các cái lá sắt này là nó có sơn một cái lớp cách điện mỏng ghép lại với nhau để mục đích nó ngăn cản cái dòng điện xoáy chạy trong lõi.
ở thép của các cái máy điện thì nó tương tự như vậy á, đều là bằng thép bị thụ điện và nó ghép lại, ghép nhiều lá lại. Cái hình dạng thì cái loại thép stator này nó hình tròn, rộng ở giữa này, nó hình trụ tròn ở giữa rộng. Ở giữa nó có xe rãnh các bạn. Các cái rãnh này là để mình đặt các cái dây quấn lên. Ghép từ nhiều lá thép này. Lá thép nó ghép ghép chồng lên với nhau. Ở giữa nó có các cái lá này nó có sơn cách điện mỏng á. Khi nó ghép lại thì giữa các cái lá này nó cách điện nhau. Thành ra là cái loại này nó cái loại sắt này nó không dẫn điện ha, gần như là không dẫn điện. Tiếp theo là dây quấn stator. Bằng tĩnh ha, dây quấn stator. Thì dây quấn stator là nó làm bằng cái dây điện từ. Dây điện từ là cái dây đồng mà nó có cái lớp cách điện mỏng. Lớp cách điện này rất mỏng á. Nhìn cái màu đồng vậy nhưng mà nó có lớp cách điện mỏng á. Thì cái dây điện từ này người ta quấn thành các cái bối dây. Dây quấn động cơ người ta sẽ quấn thành các cái bối như này. Các cái vòng này gọi là các cái bối dây nha. Rất nhiều bối dây. Và các cái bối dây này người ta sẽ đặt vào trong các cái rãnh của loại thép. Đặt lên trên các cái rãnh này, nhét vào trong. Nhét vô rãnh này rồi nó sẽ có một cái nêm đó, nêm nó đè cái dây xuống, đè dây ở trong cái rãnh. Thì cái việc phân bố các cái bối dây này á, phân bố các bối dây vào trong các cái rãnh này nó sẽ theo một cái trình tự, nó sẽ có một cái trình tự nhất định á. Mình phải phân bố phù hợp làm sao để dòng điện chạy vô trong các cái bối dây này nó sẽ sinh ra cái từ trường quay ở trong cái lăng stator này. Từ trường quay nó phải đều á. Khi phân bố các bối dây thì nó phải có cái độ lệch giữa các cái rãnh bối dây để nó giữa các cái bối dây với nhau để nó phân bổ từ trường quay ở trong máy nó đều. Thì cái này về việc mà phân bổ các bối dây này thì mấy em sẽ được học ở cái môn thực tập máy điện á. Thực tập máy điện mình sẽ học cái phần này. Thì các cái rãnh này nó một cái stator nó thường nó sẽ có tầm 24 hoặc là 36 rãnh. Phân bố dây vào trong các cái rãnh này. Đó là cái dây quấn, dây quấn của stator. Rồi tiếp theo là cái phần thứ hai là cái rotor. Cái bộ phận thứ hai là cái rotor ha. Rotor là cái phần nó quay. Rotor là phần quay và gắn gắn với cái trục của cái động cơ ha. Thì các cái lá thép của rotor hình dạng lá thép là hình trụ tròn như này. Rồi, ở bên ngoài mặt ngoài của các cái lá thép này nó sẽ các cái rãnh và ở giữa nó có thể đục các cái lỗ, các lỗ này để nó thông gió hoặc là nó ghép ghép cái trục xuyên qua cái rotor, cái trục máy, trục động cơ. Thì khi mình ghép cái các lá thép rotor thì mình sẽ ghép lại nó tạo thành cái loại ghép nhiều lá thép lại để nó tạo thành cái loại sắt của rotor. Thì các cái rãnh rotor này nó sẽ có các cái đường rãnh này để mình quấn dây quấn lên hoặc là đặt các bộ dây quấn lên hoặc là mình có thể là đặt các cái thanh dẫn, đặt các thanh dẫn vào trong cái rãnh này. Thì đối với các cái rãnh rotor thì thường nó sẽ là cái rãnh nó nằm hơi xéo xéo, nó sẽ nằm hơi xéo so với trục, xéo so với trục rotor. Thì dây quấn rotor nó sẽ gồm có hai loại. Đối với rotor dây quấn nó gồm có hai loại nha. Stator thì dây quấn nó là dây điện từ nhưng mà rotor thì khác. Rotor thì nó có hai loại dây quấn, một là rotor ngắn mạch. Rotor ngắn mạch thì dây quấn nó sẽ bằng các cái thanh dẫn bằng nhôm hoặc là bằng đồng. Còn cái loại thứ hai là rotor dây quấn thì nó sẽ bằng các cái cuộn dây quấn bằng đồng. Thì đầu tiên giới thiệu về cái rotor lồng sắt trước. Rotor ngắn mạch còn gọi là rotor lồng sắt nha em. Thì cái rotor lồng sắt này nó cấu tạo thì nó đơn giản là nó sẽ có các cái thanh dẫn ha. Thanh dẫn này nó bằng nhôm hoặc là bằng đồng ha. Thanh dẫn này nó sẽ đặt xuyên vào bên trong lòng của cái loại thép của rotor
em nhìn cái loại thép này á, thì nó sẽ có các cái thanh đó đặt bên trong đó, à, đặt bên trong cái loại thép. Hai đầu của các cái hai đầu của cái cục rotor nó sẽ có các có hai cái vòng gắn mạch, à, hai cái vòng gắn mạch. Đây, cái vòng gắn mạch là hai cái phía hai đầu đó. Ở giữa trong cái ruột của rotor nó sẽ có các cái thanh dẫn bằng nhôm và bằng đồng. Các cái thanh kim loại dẫn bằng nhôm và bằng đồng. Cái loại thép này nó không dẫn điện nha em. Cái loại thép thì nó không có dẫn điện. À, nhưng mà các cái thanh dẫn này nó sẽ dẫn điện ha. Các thanh dẫn sẽ dẫn điện. Đây, đây là hình dạng của cái rotor lồng sắt nha. Nó gọi là lồng sắt là tại vì các cái thanh dẫn này nó kết hợp với nhau á, với hai cái vòng gắn mạch ở hai đầu á, thì nó tạo thành hình dạng giống như là giống như cái lồng sắt á. Rồi hai vòng này gọi là vòng gắn mạch á. Vòng gắn mạch là tại vì nó nối giữa các thanh dẫn với nhau. Giữa các thanh dẫn này được nối tách với nhau, nối gắn mạch với nhau, gọi là vòng gắn mạch. Rồi, cái loại rotor thứ hai là cái rotor dây quấn. Các bạn nó không nghe hả? Nếu không nghe thì có thể do cái âm thanh bên em hoặc mạng nó vẫn không có được ổn á. Cho mấy bạn khác vẫn nghe bình thường. Nếu nghe không rõ thì có thể coi lại video, thì sẽ up lại lên, thì sẽ up lên video lên cho xem lại ha. À, thì tiếp theo là nói về cái rotor dây quấn này ha. Thì rotor dây quấn thì nó cấu tạo nó cũng gồm có loại sắt ha, rồi trên đó người ta quấn các cái mũi dây, thì cái rotor dây quấn này thì cấu tạo nó tương tự như cái stator thôi ha. Quấn bằng dây đồng, dây điện từ ha. Rồi các cái đầu dây quấn này nó sẽ được nối ra các cái vòng gắn mạch, ta gọi là các cái vành trượt. Bình trượt ở trên cái đầu trục của rotor. Đây. Rotor nó sẽ nối các cái cuộn dây quấn ở trong rotor, nó sẽ nối ra các cái vành trượt này. Thì các vành trượt này nó sẽ tiếp xúc với các cái chổi thang để nó nối ra bên một cái bộ điện trở, à, bộ điện trở phía bên ngoài. Điện trở này nó dùng để khởi động động cơ. Thì đối với rotor dây quấn nó sẽ có thêm cái đặc biệt ở chỗ này ha. Mục đích nó sẽ giúp điều chỉnh cái dòng khởi động và điều chỉnh cái moment khởi động mà sau này mấy em sẽ học ở các cái môn sau đó. Này thì nói sơ bộ vậy thôi. Thì cái rotor của cái phần rotor dây quấn á sẽ có thêm cái vành trượt và nối ra được các điện trở bên ngoài. Rồi, đây này hình mô tả cái rotor ba cuộn dây bên trong. Dây quấn rotor nó sẽ được nối ra cái chổi thang này. Là nối ra bên ngoài các cái điện trở. Đây là các cái hình ảnh mô tả cái rotor dây quấn nối với cái điện trở phụ ở mặt ngoài. Rồi, bạn nào mà coi không được nữa thì sau báo lại thầy á, thầy cái điểm danh thì báo lại. Nếu em đặt tên iPhone này thầy đâu biết em tên gì để điểm danh được. Đây là cái rotor dây quấn á, mặt của rotor dây quấn. Đối với rotor dây quấn thì nó sẽ có số cực của rotor nó sẽ bằng với số cực của stator nha em. Khi mà thiết kế người ta phải quấn các cái bố dây trên rotor nó tạo thành các cái cực từ bằng với số cực từ của stator. Còn cái rotor lồng sắt thì nó cái cực từ nó tự động nó cân bằng với stator luôn. Rồi, thứ ba là vỏ máy. Thì cái vỏ máy này nó thường sẽ bằng nhôm, bằng gan, đúc bằng gan, bằng nhôm để nó bảo vệ cái ruột bên trong máy. Rồi nó cố định cái máy ở trên cái thiết kệ. Hai đầu của cái vỏ máy thì nó sẽ có cái nắp đặt, cái nắp máy, nắp máy để nó đỡ cái trục, có cái ổ trục nó đỡ động cơ, đỡ cái trục động cơ.
thì chắc mình nói tới các cấu tạo thôi, qua bữa sau mình sẽ tiếp đó. Cái phần cấu tạo của cái động cơ không, bộ mấy em có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì về cấu tạo thì đặt câu hỏi ha. Thì cái phần mở đầu cho cái phần động cơ con bộ thì mình chỉ cần nắm cơ bản như vậy trước nè, qua bữa sau mình sẽ tiếp tục. Còn bây giờ là thầy sẽ kiểm nhận nhận mấy bạn có mặt này. Bạn nào mà cái tên ở trên này mà đặt không có đúng thì đặt lại giùm thầy nha. Ví dụ các bạn bảo đẹp trai này à, bảo đẹp trai là bảo nào, coi các anh bảo là khác, còn bảo đẹp trai là bảo nào thầy không biết nha, đặt tên lại cho đúng, đặt đầy đủ họ tên gì vậy. Bạn nam này, nam là thầy thấy nam không, không có thấy họ tên gì hết, đặt tên đúng nha, chứ không là điểm danh là không có đáng chịu không? Rồi đặt tên vô đúng nam, nam đặt tên vô đúng như thầy nha. Đặt lại thành Hoàng Nam đi. Rồi chờ tí thầy kiểm tra. Rồi, bạn nào học tiếp thì cứ có tên bình thường nó không sao hết á. À bạn mấy bạn mà học chung cái máy của bạn đúng không? Cái máy thì báo tên lên chỗ chat này để báo thầy biết nha. Rồi nhờ điểm nhanh sắp xong rồi. Chờ tí thầy đang điểm nhanh, thầy đâu có nói gì đâu, thầy đang điểm nhanh rồi. Thì điểm danh theo cái danh sách hiện ở trên Zoom nha. Còn bạn nào mà đang tham gia chung với máy của bạn thì báo tên lên chỗ chat cho thầy.
Ủa sao nãy giờ học có 84 tự giờ xuất hiện thêm 86 vậy? Đứa nào mới vô điểm danh cuối giờ sao? Rồi từ từ sao ở đây nhiều bạn đưa tên lên nhỉ? Từ từ mấy đứa chat từ từ thôi. Bây giờ này, bạn nào mà học ghép á, bạn nào mà học chung với mấy bạn nha thì bật cái camera lên rồi mở cái mặt rồi nói báo danh cho thầy biết. Chứ chat này không thấy, chat trôi nhiều quá. Mấy đứa coi giùm thầy cái danh sách đang điểm danh đây đúng không? Thôi thì có tên mình chưa nha. Rồi thì kéo cái danh sách qua nha. Bạn nào mà có điểm danh trên này rồi thì có rồi, không cần phải báo lên chat đâu. Bạn nào mà học ký máy tính của bạn á không có tên trong cái danh sách này thì mới bật biết bật cam lên báo này. Còn đây là những bạn đang có mặt ở trong Zoom á. Bạn Tùng thầy sẽ xóa bớt một cái. Sơn Thanh đây, Minh Hồ Gia có đây mà, thấy cái tên Minh Hồ Gia này, Hồ Gia Minh đó rồi, cái đứa đặt tên nó đúng trình tự chứ. Nguyễn Thành Trí học ký mấy nghĩa hả? Bạn nào có online Zoom là có tên rồi nha mấy em. Trung Trọng Đức hả? Tấn Lộc có mà, mình là Tấn Lộc có nè. Này mấy bạn có tên rồi thôi chứ sao mà cứ la làng nhiều vậy? Có tên mà. Chỉ có bạn nào mà học chung mấy của bạn mà không có tên trên danh sách này thì mới báo thôi nha. Bạn nào mà học chung không có tên trong danh sách thì báo.